Rồi ok các bác. Thì cái con LG G8 ấy, nó vừa được lên cái Android 11, vừa mới lên gần như tức thời luôn ấy. Vừa lên tầm trưa nay thôi ấy. Thì em cũng đã lên rồi đây. Đây các bác có thể thấy. Đây. Thì các bác cũng cứ lên đi nhá, không sợ đâu. Cái bên Android hoặc đặc biệt bên LG thì các bác cứ lên thoải mái đi. Nó không như bên iOS đâu. Các bác cứ sợ này sợ kia thì không cần thiết phải thế đâu, cứ có là lên, có là lên thôi, không phải sợ. May còn cũng may là nó còn có để mà lên đấy, tại vì LG các bác cũng biết rồi, hẹo rồi. Thì em cũng thấy là rất may là LG vẫn còn nhớ tới cái con G8 này, và em nghĩ là cái con B50 thì nó cũng sẽ sắp có thôi, các bác không phải lo nhé, nó sẽ chỉ sau một chút xíu thôi. Thì em đã lên rồi đây, thì các bác cũng lăn tăn là lên Android 11 ấy, thì nó gặp một số cái lỗi ấy. Thì em cũng đã trải nghiệm nó được 1-2 tiếng rồi, thì em sẽ cho các bác biết được là nó sẽ có những cái lỗi gì. Thì đây, trước tiên ấy, nó sẽ có một số thay đổi như này. Ngay ở cái màn hình khóa đây này, thì các bác cũng thấy này, cái đồng hồ này nó đã để ở phía trên cùng như này rồi. Như hồi trước ấy thì nó ở ở chỗ khu khu này này. Đấy, còn bây giờ thì nó lên trên cùng này rồi. Thì bản thân em thì em thấy nó cũng chả có gì hay ho hơn mấy đâu, em thấy nó cũng thế thôi, không quan trọng. Đó. Và cái mà hay ho nhất mà em thấy đó là cái việc mà mình đã có thể là bỏ được cái thanh đắp ở đây này, như em đã bỏ rồi đây này. Thì em có thể cho các bác xem lại. Đây các bác vào cái phần thanh điều hướng. Thì ở cái phần cử chỉ này này, chỉ ở phần cử chỉ này mới có nhé. Các bác chọn mấy cái chế này thì không có đâu. Thì ở cái phần cử chỉ này ấy, thì các bác đã có thể là ẩn được cái thanh điều hướng này rồi, có nghĩa là ẩn được cái thanh đốc này rồi. Đây các bác thấy này. Đó, nó có hiện lên này. Và các bác muốn tắt đi này, ẩn nó đi này. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Và nó có thêm một cái nữa là các bác có thể tùy chọn cái độ dày ở cái cạnh trái cạnh phải này. Đây, ví dụ đây, nó dày thêm này. Đó, dày thêm này. Cạnh phải này, dày thêm này. Đó. Thì mục đích của cái này làm gì? Thì để mà khi các bác vuốt như này này, các bác có thể là khi mà nó để ngắn quá ấy, thì các bác vuốt có thể nó không ăn ấy, thì LG cho các bác tùy chọn thêm mà nó dày thêm để nó ăn hơn. Tuy nhiên thì nó lại có một nhược điểm là nếu như các bác để dày quá ấy, thì nó có thể là bị các bác vô tình chạm vào đây này, nó có thể bách lại thì nó không hay cho lắm. Nhưng em thấy là vẫn để như mặc định là nó vẫn ổn rồi, không vấn đề gì cả. Thì đây là cái thay đổi mà em ấy rất là thích luôn. Và ngoài ra ấy, thì như các bác dùng cái con Velvet và con V60 ấy, thì các bác cũng thấy là cái con Velvet về số 10 các bác than thở là bị cái lỗi bong bóng ở cái trình duyệt Messenger này. Thì đây em sẽ thử cho các bác xem là trên cái con G8 này nó sẽ như thế nào. Đây em sẽ gửi một tin nhắn sang cái máy G8. Đó. Thì bình thường ấy thì là khi các bác ở cái Android 10 ấy, nó sẽ là dạng hình tròn như thế này đúng không? Đây. Thì hiện tại là cái chỗ phần dưới này của em nó bị liệt cảm ứng, cho nên là em phải xoay như thế này nhé, em phải xoay như thế này cho các bác xem. Mở một cái trình duyệt lên để nó xoay. Đó, thì em sẽ để như này cho các bác biết luôn nhé. Thì hiện tại em đang phải để như này cho dịch cái này đã. Đó. Thì bình thường ấy là em sẽ nhắn tin lại một phát này thế nào. Đây. Thì đây, bình thường nó sẽ như này đúng không? Bình thường thì cái con Android 10 ấy, nó sẽ là cái dạng hình tròn như thế này. Còn bên Android 11 ấy, thì nó sẽ dạng hình bo bo vuông vuông như thế này. Thì nó không sao đâu. Tuy nhiên ấy, thì là khi mà các bác đưa lên như thế này này, bình thường thì nó sẽ ở cái góc này, còn bây giờ nó sẽ đưa ra giữa. Thì và đây nó có một cái số cái, ví dụ nó như ở đây thôi, nó có một số cái để các bác lựa chọn những ai đã từng nhắn tin cho các bác thôi, nó không quan trọng. Thì có một điều hạn chế của cái này ấy, là khi các bác nó có cái bong bóng như này đúng không? Đây, ví dụ em đưa ra sang phía này cho nó dễ. Đây, em đưa sang phía này cho dễ nhé. Đó, thì đây. Đây giả sử như em mở cái app, mở hẳn cái app Messenger lên rồi nhé. Và em chọn vào cái hẳn vào cái đây. Chọn hẳn vào cái đoạn đoạn chat em vừa nhắn tin đấy. Nhưng mà nó cũng không mất cái này đi nhé, nó không mất cái bong bóng chat đi thì nó hơi khó chịu. Thì đây ví dụ như đấy, ví dụ như cái Android 10 nhé, ví dụ đây còn bong bóng chat rồi, chỉ cần mở cái Messenger lên là tự động nó sẽ mất cái bong bóng chat đấy. Nó thì em thấy là như thế nó mới là hợp lý đấy. Đấy còn bây giờ thì là
Bây giờ thì là nó cứ co ở đây và các bác bốc phải là các bác phải tắt đi thì mới nó mới tắt. Đấy, nó không hay ở chỗ đấy thôi. Thực ra thì cái này nó cũng hơi khó chịu một chút thôi chứ em thấy nó bình thường. Còn không biết là các bác lỗi như nào nữa thì em cũng chưa hiểu. Và em thấy là trên nhóm ấy một số bác cũng đã chia sẻ cách fix nữa rồi đấy. Em cũng không nhớ cho lắm nhưng mà cái bài đấy của bác nào đăng ấy cho là các bác bị làm sao ấy, mất nick hay gì, vấn đề gì nó đã bị hỏng mất rồi. Thì em không để ý cho nên em không 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 nhớ được. Thì cái lúc có chat thì nó chỉ có thế thôi. Còn ngoài ra nó có thêm một số cái mới ở trong cái đặt như thế này này. Đây em sẽ show cho các bác. Cái máy của em nó đang 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 hơi bị đơ đơ cảm ứng. Cái máy này nó cũng bị nhiệt cảm ứng mà. Cho nên là cái trải nghiệm của con G8 này nó cũng hơi dở hơi. Đấy, thì đây em mở cho các bác xem. Ở cái phần cài đặt đây. Đó, thì em sẽ lướt một lượt cho. Nói chung là em thấy nó chẳng khác cái gì đâu. Ở cái phần hiển thị này cũng thế thôi, chẳng có gì khác. Mỗi cái cử chỉ thì các bác biết rồi. Em thấy là có cái phần phần đây này, phần trong cái phần mở rộng này này, thì nó có cái phần là màn hình nguồn này này. Đó, thì như em thấy giới thiệu là có cái các nút điều khiển IoT này, thì nó chỉ tắt bật thôi, em không hiểu nó bắt tắt bật để làm cái gì đấy, em không hiểu luôn. Thì cái này em sẽ trải nghiệm sau, tại vì thời gian vừa mới trải nghiệm em cũng không rõ được. Đó, ngoài ra thì chả còn cái gì khác nữa các bạn. Thì em thấy là mỗi cái hai cái thay đổi là cái cử chỉ và cái app bóng bóng của cái Messenger thôi, chứ còn chả có gì luôn. Đấy, đấy thì các bác có thể thấy này, pin cái thứ thì nó vẫn thế thôi, chả có gì khác cả. Tài khoản này, đó, hệ thống này, giới thiệu này, cái này thì có gì đâu. Đấy, thì hiện tại là em chỉ thấy nó mỗi khác như thế thôi. Còn về cái phần hiệu năng ấy thì đương nhiên ấy là khi mà mới các bác mới lên ấy, các bác mới lên cái bản Android 11 này ấy, thì chắc chắn cái hiệu năng nó sẽ chưa ổn định đâu. Cho nên các bác cũng không cần phải vội vàng đánh giá nó làm gì. Các bác cứ dùng đi đã xem nó thế nào. Và em nghĩ là nó cũng chẳng chẳng đến nỗi tệ cho lắm đâu. Tại vì bình thường thì LG nó đã tối ưu phần mềm nó khá tệ rồi. Cho nên em nghĩ rằng nó không tệ nhiều đâu. Và không biết là nó có nâng cao được cái hiệu năng không, thì cái này phải trải nghiệm một thời gian mới biết được chứ, một hoặc là về pin nữa cũng phải trải nghiệm mới biết được chứ, còn bây giờ bảo là biết được ngay thì khó lắm. Hiện tại em mới chỉ thấy hai à quên ba cái thay đổi như em đã giới thiệu ở phần trước rồi đấy. Rồi ok, thì các bác có thấy cái thay đổi gì nữa nó quan trọng thì các bác cứ comment phía dưới nhé. Em thấy thì nó cũng gần như là nó không có gì hay ho cho lắm, mỗi cái ẩn được cái đánh đốc này là sướng nhất rồi. Ok, chào các bác nhé.